Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu hai chiếc máy bay này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu hai chiếc máy bay này sẽ như thế nào nhé. Điện thoại em nó bị kín. Để mặt kín đúng không? Thì mọi người đi đâu hết rồi ta? Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tô màu tiếp theo nhé. Bye bye.